Trung tâm điện tử Anh Phương xin trân trọng gửi lời chào tới tất cả các bác. Trong buổi chiều ngày hôm nay thì anh Phương sẽ lên sóng và giới thiệu các bác một bộ karaoke với những sản phẩm âm thanh rất là cao cấp đến từ các thương hiệu nổi tiếng của các nước châu Âu. Trước mắt các bác thì anh Phương đang phối ghép vào đây một đôi loa Behringer, dòng loa với công nghệ và lắp ráp trực tiếp tại Đức. Dòng loa này với thiết kế một bát 30 từ 17 côn 65, kết hợp với nó là một con chép neo nữa. Đây là một trong những dòng loa mà với hình thức thiết kế rất là đẹp mắt khi chúng ta trưng bày trong phòng khách gia đình. Đấy, các bác nhìn cái đôi Behringer trông nó mượt mà, nó đẹp như loa nghe nhạc luôn. Và dòng loa này là dòng loa rất là cao cấp khi mà được sử dụng với một chép neo. Cái lưới này là lưới thiết kế 3D với một mặt bên ngoài là mặt nỉ, bên trong này là một mặt lưới xốp và bên trong nữa đó là một mặt bằng kim loại, cho nên nó rất là phẳng và rất là đẹp. Thùng vỏ các bác nhìn nó có cái độ mềm mại rất là mượt mà. Kết hợp với nó là một quả súp Fidex bát 50 à bát 40 từ 22 côn 100, dòng súp mà sử dụng củ từ bát từ trắng. Côn 100 thì cái lực bát của nó rất là mạnh và khả năng mà điều tiết âm thanh rất là tốt. Kết hợp với nó một dàn máy không thừa một không thiếu một tí nào. Một con đẩy QSC K1000 4100, mỗi kênh của nó đạt 1000W một kênh. Con này thì đánh thoải mái và độ bền bỉ, bảo hành dai, bảo hành cho các bác tới một năm luôn. Và lưu ý cho em là với một bộ cấu hình âm thanh và sử dụng đẩy 4 kênh, hiện tại thì em đang tri ân và báo giá các bác cực kỳ tốt với bộ dàn máy này. Bộ dàn máy này theo như tính toán thì nó rơi vào tầm chương trình khuyến mại nó khoảng 37 triệu. Nếu như các bác mà nắp ráp thì anh Phương lại còn chiết khấu tiếp cho các bác thêm ở một số cái lĩnh vực, ví dụ như là các bác sẽ được tặng thêm một cái giá để mic như thế này với trị giá 1 triệu đồng, và kết hợp thêm là hỗ trợ lắp đặt tại nơi các bác sử dụng nếu trong bán kính 150 km quay đầu, và đồng thời hỗ trợ toàn bộ sử dụng dây rắc xịn hết. Nhà em sử dụng toàn bộ dây là dây xịn, dây đồng xịn luôn, mềm nhũn, chứ không sử dụng những cái dòng dây nhôm mà như anh Phương đã giới thiệu. Tất cả những cái chương trình này sẽ được hỗ trợ khuyến mại các bác để các bác có cơ hội đầu tư được những bộ dàn âm thanh. Với những bộ dàn như này, các bác thấy rằng là nó có hay hay không thì khi mà phải sử dụng những thiết bị đo đạc cũng như là setup một cách chuyên nghiệp với cái kỹ thuật setup tốt thì các bác có ngay được những cái chế độ riêng biệt, ví dụ như chế độ nghe nhạc Boro là chế độ số 6, chế độ nghe nhạc Remix là chế độ số 5, và chế độ số 1 là chế độ hát Eco Revert dành cho hát phổ thông, chế độ số 2 là hát Eco dành cho người hát yếu mới tập hát, và chế độ số 3 là chế độ Revert dành cho những bác nào hát tốt, khả năng luyến náy tốt, và chế độ số 4 là chế độ tham khảo. Và thông thường thì anh Phương hát thì anh Phương hay thích hát ở cái chế độ Revert, bởi vì chế độ Revert thì ưu điểm của nó là tiếng mic nó sạch sẽ và rõ ràng, effect nó mượt và nó rõ nét. Nhưng mà nhược điểm của chế độ Revert là cái tiếng mic của nó mộc, cho nên là nhiều bác ví dụ như là hơi ngắn mà hát không quen, chưa thuộc tiết tấu của bài hát thì khó hát hơn. Còn nếu như bác nào mà mới tập hát thì tốt nhất là hát ở chế độ Eco lẫn Revert thì chế độ đó nó phù hợp hơn rất nhiều. Mời các bác hãy cùng anh Phương test thử một bản ca khúc với bộ dàn máy này. Xin mời các bác. Các bác để ý tiếng trống và tiếng nhạc của nó. Rồi sẽ một ngày chinh chiến tàn. Anh chẳng còn chi ngoài con tim béo em ơi. Xin trả lại đây, bỏ lại đây, thép gai răng với những bi hào sâu, lỗ châu mai với những địa lôi. Đã bao phen máu anh tuôn cho còn ngày đến mãi bây giờ.
trà súng đàn này thì sạch lờ sông núi rồi. Anh trở về quê tìm tuổi thơ món năm nào. Vui cùng ruộng nương, cùng đàn trâu, vứt dây đa con chúc hàng cao. Vứt con đi có chiếc cầu tre, đã bao năm vắng chân anh nên trở thành hoang phế dòng dèo. Rồi anh sẽ dựng căn nhà xưa, rồi anh sẽ đón cha mẹ về, rồi anh sẽ sang thăm nhà em với miếng cầu, với miếng trầu ta làm. Karaoke như này chúng ta hát tiếng mic và tiếng nhạc nó quyện nhau rất là hay. Đặc biệt là có cái xúc vào cái tiếng nó giữ nhịp và nó sâu và nó chắc chắn, hát rất là ngọt. Với bộ dàn máy như thế này với mức đầu tư của các bác nó rơi vào tầm 37 triệu. Trong chương trình này thì anh Phương này tiếp tục giới thiệu và cũng như tri ân tới tất cả các bác, tặng cho các bác một quản lý nguồn với trị giá 2 triệu đồng. Như vậy là với bộ dàn máy này các bác chỉ còn phải thanh toán là 35 triệu 500 ngàn đồng. Bác nào có nhu cầu đầu tư nên bộ dàn như này thì alo cho em với số máy 097 198 555. Xin trân trọng cảm ơn các bác rất nhiều. Xin chào tạm biệt.